Ích giao thông Yên Phong thổi nồng độ cồn nha. Chờ chỗ ngay quán kiệu ốc em ạ. Yên Phong em ơi. Không một xe nào thoát nhá, xe lạ ông thổi nhá. Thổi ngay tại cửa quán ốc. Không ngay ở cái chỗ chị em mình ngồi chỗ cửa đồn công an ấy. Chưa thấy ai xem. Không một xe nào thoát nha. Xe kia chuồn. Không một xe nào thoát. Đấy, không một xe nào thoát. Ô taxi cũng thổi à? Tít từ trên kia rồi thì cần chạy vào mắt à? Con gái anh thổi à? Con gái anh thổi nhờ. Cổng trường Yên Phong 1.
Không một xe là thoát nhá, đàn bà, phụ nữ có thai thổi hết. Nhá, không một xe là thoát nhá. Ơ, xe này chạy à? Thôi em không uống đâu. Ủa sao đã bắt được nhiều xe máy đi kia rồi cơ hả anh ơi? Anh ơi. Mua lọ xe đây tặng cho gói khẩu trang, phòng khẩu trang. Khẩu trang nhiều mà đang nghĩ quá đấy. Anh đang làm cái gì nữa? Tiền đang bảo không, tặng tặng cách. Phương. Đây là nó đang hết tay à. Ông già cũng thổi nhá, không chờ một ai nhá. Yên Phong anh ơi, thị trấn chờ ngay cổng trường Yên Phong 1. Rất nhiều xe đã bị vào đồn nhá. Ồ, xe đạp cũng thổi á. Hôm nay đoàn của tỉnh nhá. Hôm nay tỉnh làm nhá. Không chờ một ai luôn. Đồng như quân nguyên. Xếp ở trên tỉnh về. Mõm. Chào bà thông gia nhá. Không.
Còn phát cái gì nữa, mất hết cả mạng rồi.